Thưa quý vị, sáng nay ngày 4 tháng 3, Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 18, kỳ họp chuyên đề, nhằm xem xét quyết định bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Bãi nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang xem xét và biểu quyết thống nhất bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2021-2026. Bãi nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thanh Bình. Bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đối với ông Trần Anh Thư. Trước đó, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ. Ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ. Ban Bí thư Trung ương Đảng có quyết định thi hành kỷ luật Đảng bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang và ông Trần Anh Thư, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang. Cũng tại kỳ họp lần này, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang đã xem xét và biểu quyết thống nhất miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đối với ông Nguyễn Bảo Trung, nguyên Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh do nhận nhiệm vụ mới. Đồng thời, bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Hòa Hợp, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang và ông Nguyễn Quốc Cường, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh An Giang.